Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Bây giờ buổi chiều nè mấy chị em sẽ chặt bắp đem đi nấu nha ông bà cô chú ơi. Thì cái phần bắp còn lại nè, mình nấu một nồi nữa nha. Lặn mấy hết mấy cái bắp đó đó hết được. Ba ông tí ông lựa bắp nhất mà ông ăn. Đúng rồi. Thì bởi vậy ông lựa giùm hết trơn rồi. Trái nào trái nấy nè. Cồ cồ không. Mà ông ăn cho đành đoạn. Bạn hàng lựa không lại ổng đó. Bởi vì ui da. Cha Diện thì đang cơi lò ở đằng đó đó. Bữa nay là chạy lên tới trên này lặn nấu. Nước nó đuổi ông bà cô chú ơi. Cỡ này nước ngập rồi, đếm hôi mẹ nửa đêm mẹ xuống mẹ tát bà đê nữa. Đẹp rồi. Mắt đắp rồi cái tát. Tát lại ra lại gai hoài tới nước rồng thôi. Nồi bắp bự quá đâu có về được. Nồi bắp đó khiên cũng không nổi nữa. Nấu mình nấu lần nồi nhất không đó. Nấu nồi này nữa hết rồi, thấy đóng bắp vậy đó. Chứ mấy anh tí ăn nhiều. Như mẹ lựa ra cái nào anh tí ăn á thì mình để lại. Mình lột ra, mình bán bắp sống cũng được. Rồi sáng thì cũng nấu nồi bắp chín nè ông bà cô chú ơi. Bây giờ đẩy ra đường bán nha. Thì hôm nay là Diện bán 5.000 trái nha cả nhà. Bắp hôm nay là tàn là bắp nhất không à. Rồi đốt mấy trái đốt ơi. Bắp đó thì 3 trái 10.000. Vậy lấy 3 trái đem. Lấy 20.000 đi. Dạ. Bên lớn. Rồi lấy 3 trái đi. Bên kia bọc nhỏ. Ăn thứ 1 hả? Dạ 2 thứ 6 trái. 2.000 trái. Dạ. Dạ nó vừa ăn nó có cỡ một à bố. Bà, 6 trái. 6 trái hả? Sáng 7 bị gì vậy? Đợi. Đợi chờ. Chờ đợi. Dạ, con gửi vô. Rồi con cảm ơn. Dạ, bên đây là bắp lớn. 5.000 trái, bên đây 3 trái 10.000. Mấy trái bà Tư? 10.000. 6 trái bên bển thương. Phải người ta cũng mua bự. Bà Tư 2 trái. 2 trái. Để cho bà Tư 2 trái bự luôn. Bọc nữa. Dạ. 10.000 nữa. Hai bọc hai cái này. Đâu vậy đó? Cái này. Cái gì vỗ nữa? Bọc riêng mua người riêng. Nè. Riêng nè. Riêng đó bà Tư. Không có chung đâu. Hai bọc. 6 trái bảy hai trái. Dạ hai trái 10.000 chứ. Dạ rồi, chờ con xíu đây, nha. Con điểm lại đi. Dạ, rồi con cảm ơn. Dạ dạ không sao đâu bà Tư. Bên đây 5.000 trái bên đó. Rồi con cảm ơn. Bánh. Từ từ, từ từ. Sợ bị ế cả nhà ơi, bởi vì gấp quá trời gấp. Rồi, con gửi chú một cái. Bên kia 3 trái nữa. Mấy con cá đó, 3 trái. Bên đây cho tùm tích. Chưa đợi chờ con số xíu rồi chú. Tùm tích nó mắc hối rồi. Để nó dễ gà, nó thích chuyển chạy gà đường. Bao nhiêu rồi? Rồi, đây bên đây 3 trái cái đi. 10.000 3 trái nữa. Dạ, dạ rồi. Chờ con xíu nha cô cháu. Rồi con gửi chú ạ. Rồi con cảm ơn. Này là 3 trái này nữa hả chị? 3 trái này nha. Chút lại lấy thằng dịch. Bắp này chứ. Rồi cho con gửi cô. Dạ. Rồi con cảm ơn. Bắp 3. Bắp 3 chục trái. Chờ con chút đi em hai. Chờ xíu nha hai ơi. Dạ bắp bà ba ơi. 3 4 5 6. Bắp miễn phí. Hãy 8. Bắp miễn phí. Chín. Làm sao quên nha. 10. Nói vậy đó. Ủa không chờ ế lại mua hả em nào? Cái nào? Dạ cái đó 3 trái 10.000, còn cái này 5.000. Dạ. Mua này đi. Đó, đây. Rồi con gửi xuống này. Rồi con cảm ơn. Đây một bự nè. Bắp hai. Bắp hai ơi. Bắp hai. Đừng có bù đầm. Em nói đi chị Kỳ chị Bảy.
đếm cà lâm đi. 8 8 8 nữa. Đếm 9. Trái nữa. Đếm lại để hoa dư một trái. Dạ này 5.000 trái bác hai, còn đây ba trái 10.000. Đẩy lên, đẩy lên rồi ba ơi. Lửa coi nghe ba thấy bác hai. 6 trái. Dạ. Lửa trái nào bự bằng đầu gối á. Tắm dễ luôn. Người đỡ, người cạp á ông ơi. Tôi khoái vậy đó. Người đỡ, người cạp. Người đỡ, người cạp á. Trời ơi. Dạ. Dạ 4 trái nữa. 4 trái nữa. Rồi có phía mãi không chạy mơ, nãy 10 trái này 4 trái là 14 trái rồi các bạn ha. Mua được là lát tặng cho cái vỏ. Nãy giờ có lột vỏ chưa? Dạ chưa. Còn khuyến mãi cho bà này. Mấy đợi chút cho lột. Đợi xíu thì bảy ăn vỏ bác hai. Trời ơi. Cái con gái. Cô em 14. Đứng đợi đi. Đây đây tiền thối đây. Đây hả? Trời ơi. Ở đây bán bình đi. Dạ rồi, dạ rồi. Bỏ thối đi. Nè chị ạ. Hỏi rồi bác hai 10.000 dạ. 5.000 trái hay là 3 trái 10.000 hả? 6 trái. Để thì thôi chi rồi. Sao trái 3 chục? Bán tu trái thôi là 2 chục. Bán tu trái 5.000 rồi. Dạ. 5.000 để con lựa trái nói chuyện luôn. Gấu với 1.000 dạ, trái. Giống bác hai hả? 14 trái. 5 chục với 7 chục. Thôi 3 chục. Đậu trái này nhìn nó lép quá à. Đổi, dạ, đổi lại bác hai. Thôi thôi em cũng dịch thử rồi má. Má làm bộ có gấp cái nhỏ vào cho mình. Rồi cảm ơn bác, bác hai. Ờ làm bộ ăn được nhặt bác hai mua mà đi tới Long Xuyên cho. Dạ. Đất đây. Dạ. Rồi cảm ơn ha luôn rồi bác hai. Của chính. Đây là nằm dưới đây. Dạ, dạ trái nào cũng vậy. Rồi con cảm ơn chính. Đây. Bà con có ai mua nữa không? Bà Tư có mua chưa? Bà Tư nào? Rồi. Rồi mình đẩy dài dài lên luôn. Trời sáng mình kéo không nổi giờ nhẹ quá. Gơ đi bán bắp nè gơ ơi. Gơ ơi. Vậy sáng cho mặt sư sệ vậy. Ủa cô Châu nãy mua rồi đó hả? Dạ. Để làm hết hồn. Dạ. À, con cảm ơn chính luôn. Đi thôi. Bắp không chị? Dạ rồi. 10.000 luôn chị. 10.000, 15.000 lấy nào. Điện đi. Ờ à, bà Sáu. Bắp chín. Bắp nấu bà Sáu ơi. Trời mình đi theo mình luôn hả? Bắp nấu bà con cô bác ơi. Dạ rồi. Bắp nào bự nhỏ. Bắp nấu bầu ơi. Chung luôn hả? Ừ. Bắp nấu bà con cô bác ơi. Bắp nấu có ai ăn bắp nấu không? Nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn nghe. Sáng gì đó cũng đệ chưa. Này. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi đi cái đẹp ơi. Chị đẹp. Chị đẹp mua bắp nấu là chị đẹp. Nấu ơi. Bữa đó ổng hỏi bắp cho. Gác đi theo kìa. Vậy nè. Ba trái à. Mua hai trái lựa bự cầm không nổi phải không? Trời ok. Sao lấy bắp bự bắp nhỏ? Bự. Hai trái vừa ăn vừa giác phải không? Vừa cạp vừa giác. Đó, bắp bự hay là ba? Mua không hai? Ba trái 10.000 bên kia. Ba trái 15.000 đi. Hai trái bự đi. Bự đi ăn cho đã. Hai người được rồi. Ừ. Rồi bỏ người hả? Không, người kia ăn cơm trường rồi.
Ba nữa. Ba nữa. Ba ba đâu? Nè. Ủa? Ba lấy hai trái. Ủa tưởng đâu là gấp trong kia. Để lựa cho bà ba trái bằng bắp dế. Cái người ăn người đỏ. Ờ, sáng giờ câu này nói nghe hơi bị nhiều rồi đó nghe. Ba bắp bắp ơi ba. Bà ăn cho bự phải người đỏ. Người ăn người đỏ. Ba trái 10 ngàn, 15 ngàn. Lấy nào? Ba trái 10 ngàn đi. Chợ chưa thím ba? Mới chỉ sạn đi. Lâu lâu. Còn được có nhiều đó. Đám bắp còn nhiều. Nguyên đám bắp bán được lần nướng lần nấu là hết. Rồi con cảm ơn thím ba. Đợi mời bỏ ra mới đăng. Dạ. Trời ơi trời, hôm sáng em đi tắm. Sáng tắm sớm. 100 ngàn. Mấy trái? 10 ngàn. 9 chục. Em đổi 100 ngàn, cái sắp 10 ngàn coi. Không biết, không hết rồi. Cái nào 5 ngàn đâu? Dạ đây. Ở đây. Mấy trái? Mấy trái? Một trái nha. Rồi. Mừng. Rồi con cảm ơn Mừng. Em ơi là em có hàng ngày mốt có rồi. Mừng. Bánh ít. Đừng đem hai mấy nhà tôi đám giỗ. Không có. Ngày mới. Bầu ơi bắp kìa bầu. Bắp nấu nè bé bầu ơi. Ba trái. Ok. Trái cho bầu. Ủa, chị Tiền chưa lại. Bắp chị Tiền ơi. Đâu có lại rồi. Bắp chị ba ơi. Bắp thêm ba ơi. Mẹ qua đó đi cho mấy bà già. Đúng rồi. Qua đi cho mấy bà già đi. Lắm lắm ba già ăn ổn chỗ. Ba có gì em bọc ba nha. Tới 20 ngàn cây. Cấp chị 10 ngàn. Dạ. Này 500 ngàn trái. Ba trái 10 ngàn. Lấy nào bà ba? Chị ba trái 10 ngàn lộn. Làm chị luôn hả? Thì có không mua trước. Xui quá mua trước phải không? Mua trước quá. Mở hàng đi. Nó nói mà nào giờ không ngủ đi bữa nay một. Nè, bắp gì nè. Tì trái nó nhỏ nhưng mà nó gì nè. Nhưng mà đẹp bắp nha. Điều bắp đỏ. Cái nhà em nãy giờ lột ra thấy không? Bắp đỏ. Bắp điện học không? Ừ. Chỉ qua mua ba trái bắp này nó đều hết sức rồi. Trái nó đều rồi né đi. Trái nó đều hết sức rồi. Mới nói tôi xui vậy hả? Đều hết sức. Thấy hết chưa mà, thấy mà hết chưa. Quá hên rồi. Không, vớt giác là cho chị Tiền trái thôi mới được. Nào cũng được, miếng trái bắp đừng để nữa trái thôi hả? Miếng đủ trái thôi. Nó đều gan mà. Ừ, cho nó ngon á. Vậy thôi, vậy đó. Điều hộp được rồi ra hả? Nha. Nước vào vậy nè. Rồi, cảm ơn chị. Bà ba đi 20 ngàn. 6 trái luôn. 20 ngàn. 10 ngàn đi. 6. Rồi con cảm ơn bà ba. Cảm ơn nha chị. 10 ngàn. Nghĩa gì? Nha. Chị ba đỉnh. Năm. Này cũng dữ vậy. Sáu. Dạ đây 5 ngàn. Ba trái ha. Ba trái. Lột cái gì? Cái đó 20 ngàn đó cha. Lột luôn hả? Thôi, có rồi có đó. Nó ăn gì không mà? Thay không tiền phải không? Hai đứa đâu biết bán rồi mà nó không có lấy tiền. Bán nước lột thôi. Ừ. Bỏ vào rồi. Cái nó bị sâu kìa. Đi viêm cũng thấy. Ta tính bỏ lại cho nội. Ta tính giấu rồi mà còn ngấy nữa. Lát mấy tụi tới khúc vắng cạp. Cạp. Ui da nóng mày ơi. Để nó xong rồi thổi lột. Giòn thấy hay nó hay ha. Bóc luôn.
Nhá thử. Rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Dài dài luôn. Bắp không chị? Không nặng bảy lòng hoài. Dạ đi theo luôn rồi cả. Đi theo luôn rồi. Dạ đi con, dạ đi bác. Thôi mình lên đó chở nó bự. Nó bự nó hạ mày đó. Về nhà đi. Bây giờ không biết sao về nha, cái bầy rắn kìa có cho mình chạy theo. Trời ơi nó dài dữ lắm, được có chạy theo không có. Cái mê em chân dài quá. Chân dài trắng bông của con ấy đang hạnh bà con cô bác ơi, bác nấu đi. Bọc 10.000 cha lên lấy. Thôi đẩy từ từ đi chút. Dạ không lên đi. Đẩy dài dài đi chứ đứng lại. Kìa không lên kìa. Mình đẩy hả tới. Dạ không đủ bác. Ba trái là mấy bọc cha? Một bọc ha. Chưa gì hết đòi tiền. Về về với ổng đi bác. Theo đi về đi con. Về với ổng đi bác. Đi theo ông chi. Bắp ông Năm ơi. Bắp nấu nè. Dạ. Vậy là cái bao này là gấp sau cùng hết nè phải không? Đúng rồi. Bắp nấu, bắp nấu không? Vậy chị dậy xuống kìa. Ok. Dạ 5.000, ba trái 10.000. Dạ rồi. Chị bảy ơi. Bạn. Có hả? Dạ. À chửi không chứ đâu chửi con đâu. Bà Tư ơi, bắp không bà Tư ơi. Đâu vừa ú lù. Thời tiền để làm gì ghê với bãi. Rồi, về tới luôn. Đây 5.000 chị, đây 3 trái 10.000. Bán 4 trái này. Dạ.
một bọc hai trái nha chị Bảy ơi. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bắp không bà hai ơi? Dạ rồi. Rồi ba trái nha, rồi hai trái. Lấy ba hai hai bà hai. Dạ. Được chưa? Đã biết chưa? Nay bắp bự. Thôi lỡ này vào không lấy rồi mà sẵn. Tồi đi. Cho muộn không? Nay bắn bắp bự. Dạ. Đợt này nữa là hết trơn rồi, khoảng mấy tháng nữa mới có. Bắp dạ. Bạn ơi. Đây của cô Hà. Hai trái mừ, ba trái mừ. Ủa hạt trái rồi vậy? Dạ. Trái bự rồi ăn qua ba trái bắp nướng rồi. Ba trái bắp nướng. Qua con bán ở dưới. Ê, vừa ăn không mà. Dạ vừa. Như bắp nướng ngày hôm qua vậy đó. Bắp sợi ngon không ngon. Dạ, như bắp nướng ngày hôm qua vậy đó. Bà Tám. Nè bà ơi. Lấy hai trái. Hai luôn. Trái nữa cho chị. Thôi nó 1.000 lại luôn. Quay cho mẹ vô đi nữa lên chế á. Nhiều trái. Dạ 5.000 trái. Hai trái ơi. Dạ. Bắp vừa ăn ngon. Dạ. Cho bà Tám hai trái luôn. Dạ chín còn cả chín rồi. Dạ. Ăn cũng mà mua dữ lắm mà xin dữ lắm. Cây đậu với ta. Dạ. Rồi con cảm ơn bà Tám. Bắt lê bà con cô bác ơi. Bắt nấu không? Bắt ba bắt nấu. Trở lại trở lại. Dạ. Ba 10.000. Rồi ba hả? Rồi hai và đều đều nhau không à? Dạ, con cảm ơn bà ba. Bữa nay bà Sáu đâu không thấy ta? Cháu ơi, bắt cháu ơi. Cháu ăn sang rồi hả? Dạ. Bắp nấu không ba ơi? Rồi, cảm ơn. Bắp không chạy. Cái gì ạ? Dạ, bắp nấu nè chị. Dạ, hai trái, hai ba trái chị. Dạ. Em cảm ơn. Nè, bà gì đó đó. Có ông chú, ông khoái dữ lắm luôn. Bắp nấu luôn nè cô ơi. Nấu đây.
Dạ, hai trái mừ, ba trái mừ. Hai trái mừ, ba trái mừ. Dạ, bên đây là hai trái. Còn bên đó ba trái. Dạ. Hai trái mừ đi. Dạ, bốn trái 20 nghìn. Quen rồi, quen. Mày sủa tao, tao không lấy chữ mày đâu. À, 30. Trái dạ, 2 trái mừ, 3 trái mừ. Lấy 3 trái đi. Dạ. Đâu ăn vừa khô. Bóc không con trai. Sù mồm. Dạ đều. Giờ em có đều không? Nghe nó hết hồn. Bắp luôn nè cô ơi. Dạ, ba trái ha. Dạ, 10 ngàn. Rồi, cảm ơn cô. Bắp nè anh. Bán không? Ừ. Cho nè. Bắp chị đẹp ơi. Bắp hông nè ba. Cảm thông cảm. Cho người già hơi khó tính. Bắp nấu luôn bà con cô bác ơi. Tôi có đi tới đây mua thắp tiền. Bắp bắp bắp. Làm cho bắp đi. Dạ. Để đứng sát rồi sẽ đẩy người ta cắm đẩy trên bờ. Để nó đẩy giữa được quảng trường. Cắm đẩy trên bờ mà đẩy dưới sông hả? Cắm đẩy trên đường. Rồi chết đi. Lấy anh nợ cắm đẩy sâu. Bữa nay bắp sâu hơi bị nhiều. Cái nào sâu thải đây, đem về tao giải quyết nó. Sâu đem về mình giải quyết, chứ không gì chứ. Kỳ lắm. Thì cô nữa. Còn má thì ngay sau này thôi, lấy một chút đi cho xong. Ba trái nữa ha. Sửa hết hai thao. Bắp nè anh ơi. Chưa. Đi đây. Bắp anh. Ba trái mừ, hai trái mừ. Ba trái mừ đi. Ba trái. Nè,
hai cản đường giao thông luôn. Rồi, xem rồi, cảm ơn nhiều. Dạ không. 4 trái, 4 trái thì 20 anh. 4 trái thì 3.500. 3.500. Dạ. Lật qua lật lại nè, không có rồi, đi luôn, banh ra luôn hả? Còn mấy dạng sâu mà sâu xíu á chị. Ngọt không chị á? Nãy vừa ăn không? Ngọt. Ăn hết chưa? Chết rồi, có mấy miếng, mấy hộp. Đừng nói bỏ túi nha. Okay. Bắp không bà hai ơi? Bắp nấu đây. Rất thử ăn bắp nha, nấu. Bắp không có chỗ không ơi. Này đem đi đồng được nè bóp. Bắp, bắp nấu. À, chị kia chạy thấy đường không? Không giờ chết á. Mấy đứa nhỏ không? Không bắt chết ta. Trời ơi, là hai con bắt hết. Trái được mấy hộp? Cái này ba trái 10.000 nè bà sáu. Còn cái này 5.000. Lấy bự ha. Bự bên này đi cho nó sáu. Có hộp chưa? Vậy ba trái được ba người để có hai trái có hai người. Vậy dốt cuộc lẽ nào? Này ha. Rồi. Có gì dành lộn về không có gì tình thương minh thương anh không? Cảm cái em cảm cái ông cho ông bà trái mình hai trái mình trái đâu. Bóp bóp mới được. Bóp bóp. Không, cái nào nó cũng đều gan với nhau. Cái chín hộp nhỏ thôi. Cái chín hộp cái 10 hộp rồi sao? Dạ, chín hộp 10 hộp á. Rồi con cảm ơn. Không có lỗ sao tao 10 hộp mới rồi. À, con cảm ơn bà sáu của Tho luôn. Bắp 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 bắp. Dạ hai trái ba trái. Dạ. Bên đây ba trái, bên đây hai trái. Lấy nào con? Lấy hai trái nha. Cái này vừa ăn lắm con. Đều lắm. Vừa có sâu rồi. Dạ không có sâu. Rồi, con cảm ơn cô. Tiếp tục luôn bà con ơi. Bắp luôn nè chị ơi. Hai lợi kiếm con hả? Lâu quá. Lâu quá. Lâu quá. Cái này hai trái 10.000, hai lấy này hai trái thì còn con tặng thêm trái đó nữa. Ha, tại cái này nó hơi kém hơn tí xíu. Rồi, con cảm ơn hai. Bắp nè chú.
tại cái này phần bắp nó hơi bị sâu lủng lỗ một tí xíu á cả nhà, còn cái này sau lại thì nó hơi kém hơn lúc đầu, cho nên mình bán vậy đi ha. À Nam bắp, à Nam ơi. Bắp nấu nè, 3, bà 4, bà 5, bà 6, bà 7, bà 8, bà 9, bà 10 không? Bắp nấu à, bà 7 ơi. Mình thứ bộ 2 thứ. Dạ, cái này chắc này còn thứ 1 à, 7. Cái này chén nhỏ hả? Dạ. Nó eo luôn đó phải không? Dạ, chén 10 ngàn, 7 ơi. Bà trái hàng qua nè. Bút trái chạy đi. Hết ngon rồi. Lấy trái nữa đi bà bảy. Ừ. Dạ. Ừ, lấy giờ rồi. Giờ lấy cái này luôn đi. Giờ nhờ qua đây ăn trái nữa luôn đi. Vậy luôn ha. Nè giờ nè. Bán 20 ngàn ha. Giờ lấy hai trái này đi với con trái này đi. Trái bị sâu nè. Dạ. Rồi cho bà bảy hai trái luôn. Chồng chồng lên ăn mặt nước. Ông mười ngàn ngon quá, muốn cái mua đó bắt vào quán cái lên đi với chị 10 ngàn luôn hả con, nghèo luôn, con nghèo nó vừa nó nghèo sao hả con, chị mau hà đã đó hả, này vừa ăn lắm chị, nó không, cái này là vừa ăn chứ không có tặng chị trái xa xong. Con bắp bự không bà ba ơi? Dạ, bỏ đi. Dạ, nhiều, nè. Nhiều. Dạ, nè. Bỏ thì tao lấy rồi mới được không? Giác này là bắp cồ không nè. Bắp không bà Năm ơi? Bắp nấu. Bắp nấu. Mấy trái? 5 ngàn trái. 2 trái. 2 trái. Bảy giờ. Sách nguyên xô luôn đi. Trời ơi. Cái cũ là cái cũ gì đâu. Rồi đi. Dài luôn. Hải ơi, bắp ơi. Các ăn bắp nấu không gì Hải ơi? Biết bán này ta học mua bắp nấu chú nướng. Chú nướng. Bắp này chiều ăn. Bắp nấu anh hả? Chú ơi, có ai ăn bắp không? Nấu, bắp nấu. Bắp nấu nè chú. Dạ. Bắp không bắp thôi. Mình chút nữa mình sẽ tới chợ là hết trơn. Vô rồi đó bà đã. Mình vừa tới đây là vô tới lớp luôn. Trời ơi chợ bữa nay vắng kìa. Không thấy bóng người. Để qua đây. Ăn bắp rồi bà hai ơi. Ăn đi bữa nay cuối cùng. Tới nước giật mới có nữa. Lâu dữ vậy. Bảy ơi, xin hào hồi tiền luôn bảy ơi.
Bảy ở lại thôi tiền đi, con đi đây. Thủ quỷ đi sau lưng. Dạ 5.000 út. 5.000. Dạ, bữa nay bắp bự dạ. Bà Tư đưa luôn hết á. Đưa bà ngàn lắm á. Đây là của anh bắp nô ma sao ơi. Dạ 5.000 trái sao. Dạ, lấy 2 trái cho út luôn. Dạ dạ. Cảm ơn Út. Cho Sáu một trái luôn. Cho chú 2 trái luôn. Xích là đẳng đi. Để là đẳng đi. Bóp không bà? Dạ bà ơi, để con lựa chỗ kiếm chỗ đậu cái nghe bà. Đậu ké bà mượn đi. Thôi chị đừng nghĩ đậu bên tiệm rồi, ké với... Ké bà mượn, ké bà mượn, cho con ké, ké bà mượn. Dạ. Được không? Biết xem. Được rồi, được, được, được. Được, không sao. Mấy trái vậy bà? Trái phải trồng 5.000. Trái 5.000. Dạ, 5.000 một trái. 14.000. Chứ hôm qua cùng đi nha. Đi về cho hai trái. Bác Năm, hai trái cho bác Năm hai trái. Rồi, cho hai trái cho chị. Dạ. Đó là mừng nha. Dạ. Lột lột bà ba kìa. Lột hết bà ba. Lột ngay luôn. Lột luôn nghe. Dạ. Cái trái đó được hay. Đó, trái đó được á. Dẫn dẫn đi. Nó nóng nóng nha, mong hâm mua vài trái. Dạ. Đó, ngon. Cái sợ sao nó luôn có nâu á. Dạ không có sao. Ủa trái nữa hả? Hai trái là lấy tiền 10.000 đưa trái một à. Bà ba mua hăng, bà ba tôi lấy luôn kìa. Dạ, lấy rồi đó. Vậy hả? Ở kể đi con, có hai không? Sâu rồi, thắng sâu đầu cũng sâu tích rồi. Dạ. Đừng có sâu được, phải sâu gớm đi, nó gớm đâu hoang. Dạ. Cái đó đều đó. Dạ, không có đều mà, tôi sợ có con sâu mà. Rồi, sâu hả? Ừ, tôi sợ có sâu. Dạ. Trái này ngon nữa đó. À, lên trái nữa đi. Trái nữa, trái đi. Trái này đi, trái này ngon nè. Đây. Dạ. Chị hai trái luôn. Còn 4.000 trái hồng nhỏ nhỏ lên trái. Dạ rồi. Ủa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cầm gửi thôi chứ. Dạ. Dạ. Con gửi, con cảm ơn. Cái này chắc nó hơi bị nát hộp. Gửi cho đủ. Cái này bỏ. Mình nước qua chỗ trống đi. Để chiếc cửa người ta bắt. Cái gì bữa nào bỏ nó đi. Bữa nào dạ mấy chai đó nó hơi ấy là em để ghi dạ 5.000 dạ của này của ai thôi biết giác này nó nguội của bà gì thì nào kêu hai trái trong đó thì
và giấy 500. Bắp chị. 50 Dạ 5.000 chị. Bắp 2 trái thôi. Dạ. Rồi, em cảm ơn. Bà Bảy. Mua thêm nữa bà Bảy. Dạ. Bà Bảy đã hết bắp rồi, con chị Hà. Đó là vừa chị Hà. Đây 20 đẹp. Dạ. Dạ, 40 bắp đây, dưới cho mấy. Dạ. Ở cái bắp nấu nó hai giỏ gì. Dạ, 50, dạ 50. Bên đây hai bắp nước à. Nước dạ hết rồi đó bà Bảy. Dạ con bán ngày hôm qua với bữa nay nữa là hết bắp luôn rồi đó. Dạ. Chừng nào nước giật xuống bà Bảy ăn nữa. Dạ cô. Dạ 5.000 trái. 5.000 trái. Dạ. Còn có nhiêu đây nữa hết rồi. Cái này gì đó hả? Dạ. Bên đây con bán cho cô 4.000. 4.000 trái. Còn bên đây là 5.000 trái. Bên đây là 4.000, bên đây là 5.000. Này 4.000. Dạ. Một trái 4.000. Bên đây một trái 5.000. Ôi, nhìn chỗ thùng tiền luôn. Năm ngàn. Rồi cảm ơn nha chị. Cảm ơn chị nhiều. Bắt cái cô. Vậy hả? Rồi. Cái này còn chừng 10 trái nữa à cả nhà ơi. Được có mấy trăm ngàn thôi. Đây, tiền bự đây, chấm đi. Ừ. Được bấm. Nè. Cái này mình để đây lai gai ha, mình vô ủng hộ bà Mười ăn sáng luôn á cả nhà. Bà Mười bà không ủng hộ em ha, là em nè, em được tắm em đi về nè. Dặn rồi bà không ủng hộ em, nghỉ ăn rồi luôn. Bà để ông ăn hả? Để ông ăn. Bây giờ tôi ra xí bếp tôi ơi. Tiền quá không? Điếm, điếm hoài không hết đó em Mừ. Chú nay chú không ăn bắp hả? Vậy hả? Nãy em mua rồi đó. Nãy mua rồi, nãy ủng hộ rồi. Từ thấy ghét không? Quỷ. 6.000 là về tay em hai mình. 5, 6, 7, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Trời ơi, thua ngày hôm qua có chút xíu à. Còn này nữa là bằng ngày hôm qua luôn rồi đó. Ừ.
Thì thôi, Duyệt xin tạm dừng video tại đây cả nhà ơi. Mấy chị em kéo nhau vô lấy tiền ăn sáng hết đi rồi đi về. Báo cho bà là mình đi khúc vắng mình đã đổ hết rồi. Thôi, Duyệt cũng xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.